Chất màu vàng mà con ong trước mắt này tiết ra, bạn nghĩ nó là gì? Thế thì bạn đừng tưởng là mật ong mà ăn đấy nhé. Mật ong không chảy ra như vậy đâu, mà phải nôn ra cơ. Trong cuộc đời ngắn ngủi, ngày nào ong thợ cũng chăm chỉ hút mật, chỉ để lấp đầy dạ dày mật ong của bản thân, nhưng để làm đầy nó thì cần phải thu hoạch ít nhất hơn 900 đóa hoa. Sau khi đã hút đầy mật thì ong thợ sẽ về lại tổ, qua cách miệng truyền miệng, đưa mật từ dạ dày của con này sang con tiếp theo. Trải qua quá trình truyền qua truyền lại của hàng trăm con ong, các enzyme trong tuyến nước bọt của chúng sẽ biến mật hoa thành chất chứa mật ong cùng với nước. Sau đó, ong sẽ đem mật hoa phân phối vào những lỗ sáp hình lục giác. Chúng dùng cách vỗ cánh, đẩy nhanh sự bốc hơi nước cho đến khi mật ong đạt đến độ bão hòa. Để có 100 gram mật ong, một con ong phải bay một quãng đường là 46.000 km, bằng với khoảng cách của một vòng trái đất, mà tuổi thọ của chúng cũng sẽ chấm hết vào một ngày làm việc quá sức nào đó, khi cuộc đời của chúng chỉ ngắn ngủi trong 60 ngày. Loài làm việc chăm chỉ như chúng đảm nhận 1/3 công việc thụ phấn trên trái đất. Vậy thì bạn biết chất màu vàng mà nó kéo theo rốt cuộc là gì không?